mời quý vị cùng nâng ly lên ạ. Một, hai, ba, vô. Thưa má thưa ba, em muốn dắt anh đi về nhà, nên mỗi lần duyên đem cho cao nhà em ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi, tiếp ông vô quy thầy bói phán giờ lành đến rồi. Em hứa với anh sẽ cố gắng chăm lo mần ăn, em rất thương anh, ba mẹ anh không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng em chẳng thấy khó khăn, để thằng con em no chờ đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau, cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những hứa cao sang, vì hạnh phúc nên ta chẳng mang. Về một nhà vui lắm anh ơi, một tấm liều trên có rất nhiều giờ. Thưa má thưa ba, em muốn dắt anh đi về nhà, nên mỗi lần duyên đem cho cao nhà em ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi, tìm ông vô quy thầy bói phán giờ lành đến rồi. Em hứa với anh sẽ cố gắng chăm lo mần ăn, em rất thương anh, ba mẹ anh không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng em chẳng thấy khó khăn, để thằng con em no chờ đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ trong tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau, cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những hứa cao sang, vì hạnh phúc nên ta chẳng mang. Vì một nhà vui lắm anh ơi, một tấm lều tranh có rất nhiều giờ. Thằng con em nói chờ đời sẽ không nhọc nhằn, giờ trong tình nghĩa trước sau.